Bắt đầu từ hôm nay thì cái anh thợ sửa xe này á sẽ cho dì ba gửi đồ ha. Đúng rồi, chào bà, bà già quá rồi. Dạ. Nhưng mà anh thấy dì ba mà hoàn cảnh là sao nhá. Gì em? Nhưng mà anh thấy dì ba gửi đồ anh mấy tiền gì không? Giúp bà. Dạ. Giúp cho bà. Ok. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Anh nói từ lâu nay anh có mua cô dì ba bao giờ chưa anh? Có rồi. À, dạ. Anh này là người giúp dì ba nhưng mà nhà không cho dì ba anh nha. Cái nhà anh có chút xíu thôi nhưng mà anh sẽ cho dì ba gửi đồ bán cua nè. Đó bên kia là cái anh Bảo sửa xe đó. Ảnh từ hôm nay là ảnh bắt đầu cho dì ba mượn cái chỗ để mà gửi đồ bán cua, ghế rồi thùng này nọ đó. Mặc dù cái mặt bằng sửa xe của ảnh cũng nhỏ thôi. Ảnh nói là ảnh thương dì ba già cả rồi. Cho nên là giúp gì được dì ba chuyện nhỏ thì cũng không có vấn đề gì hết. Chị ngồi chị nghỉ mở cho chị nói chuyện mấy đứa này đi. Và chắc dì ba cũng nói người nào thuê chỗ nào mình nói một lần ha. Dì ba được thuê chỗ nào bán, ý là mình mướn ngồi chỗ nào bán. Bây giờ chỗ đó người ta cho thuê có một giờ đó, đúng không? Bây giờ mình ra qua bán đỡ chút chứ đâu có nhiều đâu, phải không? Có trò không? Ai còn đi nó có trò. Đó. Hôm nay ba để đồ nhà ký nhưng mà hôm nay ba đi đâu khác rồi. Trời ba có đen bảy. Đen. Bắt đầu từ hôm nay là dì ba được cái anh Bảo mà đối diện chỗ chị Bảy bán cua đó cho gửi đồ. Cái mặt bằng chỗ anh Bảo sửa xe cũng rất là nhỏ thôi nhưng mà anh Bảo sẵn sàng cho dì ba gửi đồ đạc bán cua ở đây nè. Những cái thùng xốp nè, những cái thùng, những cái hộp để bỏ mâm cua lên nè. Anh nói là thương dì ba đó, tội nghiệp dì ba đã lớn tuổi rồi. Hôm nay gì mày con? Mệt lắm chứ. Hôm nay nhà bằng xong thì chạy liền ra. Dì ba tìm được chỗ gửi đồ, dì ba mừng dì ba. Nãy giờ nó cho không? Dạ, có. Cái đó anh, đó là anh Bảo à, dì ba? À, Bảo sửa xe máy. May dì ba tìm được chỗ rồi. Dì ba ơi. Thì chắc là từ nay mình phải mượn người phụ bán nữa không dì ba? Hả? Mình có mượn thêm người phụ bán không gì? Mình có định là, tại vì nhiều người góp ý là mình nên thuê hẳn một người để phụ bán cho gì á? Phụ bán thì nếu vậy thì có đứa cháu gia phụ. À. Tại vì con Bảy nó đây nè. Cháu gì à? Còn chắc... nếu mà coi con gia phụ gì ba chứ tỉnh mà nếu con ở trong nó phụ gì ba. Nếu không thì dì ba cho cháu dì ba phụ. Nói chung là mọi việc nó cứ đang diễn ra thì mai dì ba dặn qua là giúp con là được rồi, ok thôi. Còn mọi việc nó có gì hết á. Dì ba nhìn bên này dì ba. Nó mất cái 20 ký dây còn 50 ký là được rồi, 50, 40 ký là được rồi. Bữa nay giá cũng giá nhưng mà dì bán khoảng 40 ký thành phẩm thôi. Dì ba bán khoảng 40 ký thành phẩm thì ok rồi. Mọi người phụ vài tiếng, 1 tiếng, 2 tiếng là được rồi. Bảy mày làm ơn mày ăn ta đi bảy ơi. Có trời hôm nay ăn đi chứ làm gì trời nào lấy. Hôm nào nhậu đi. Nhiều quá nhậu hết đâu. Cô đó là cô gì vậy bác? Hả cô gạch xanh. Cô gạch xanh để đó đi, để đó đi xíu đây cho nhìn thấy. Sao nãy giờ ba không bán luôn? Để đó đi xíu cho nhìn thấy. Thôi qua cho anh Bảy. Chị Bảy, chị Bảy. Mày nói giọng người ta chửi tao luôn nha. Chửi được. Bây giờ dì ba mua trái cây ủng hộ dì Bảy. Cô đi. Cái nhà lấy vườn ăn không có cho tiền. Cho tiền hả? Ăn phải cho tiền chứ. Cái nói sao là mua ủng hộ cho ông Bảy. Trái cây. Bảy. Có nói cái nhà lấy vườn. Cô dì Bảy, dì ba, cháu dì ba ra phụ là cháu như thế nào dì ba? Ai đứa nào? Cái đứa cháu mà dì ba định nhờ ra dì phụ dì con ba? Con cô. Con cô hả dì ba? Ủa, mấy hồi nó bị mẫu lên dì ba? Hả? Cái hả? Bây giờ dì ba về rồi. Mà tụi bây thông cảm nha, cái nụ cười nó cười lớn lắm nha. Cười đi. Nó nha. À, dì ba ơi.
Nó cười một cái là tự đi ra Sài Gòn cũng nghe đó. Chị ba, nếu mà không có cháu đó phụ thì chị ba định bán cua như thế nào? Chị ba bán nhiều hay bán ít cũng vậy thôi, bán ít. Nếu có tụi nó thì nó phụ thì bán hơi nhiều, còn có thì bán ít từ 40-50 ký. Chị ba, đây nó chào chị ba nó về kìa. Ờ về đi con, về chưa vậy? Sáng giờ nó cũng làm cua chứ. Rồi. Ủa từ đâu tao nãy giờ đâu rồi ta? Mấy cái túi quà của dì ba đâu rồi? Ờ à, đây, vô đây vậy. Rồi dì ba về nghỉ đi dì ba ha. Dì ba, em nói những rồi, rồi tao kêu là dì ba bán ít lại á. Thì hôm qua sao nó khỏe? À. Biết rồi. Dạ nha. Ngày mai là đầu tuần á, bán chừng 40-50 thôi. Thôi rồi. Thôi về đi. Chưa, bây giờ mới gọi mà. Em bấm dì ba bấm alo đi. Chưa bấm nghe mà dì ba. Rồi. Thường xuyên là nói với chị ba là phải cẩn thận khi mà cầm tiền. Và chị ba nói là mọi người yên tâm đi, chị ba rất là cẩn thận. Thôi mất mà lấy tao đi tao cũng lát con đổ giùm mình nữa hả? Đó thêm những cái mảnh đời khó khăn khác. Thì em cũng đi theo dì ba đến một cái chặng đường nào đó rồi. Hello. Bọn em sẽ tiếp tục làm những cái công việc của mình thôi. Chứ thực tế cũng không phải công việc chính của em. Ai vậy? Khỏe con. Vâng, cuối tuần rồi. Chắc là bây giờ dì ba đang về nè. Ừ. Bây giờ đang về, cái con về tâm sự dì ba nha. Tối dì phải cảm ơn nha. Anh bao không? Ủa anh bao không? Hôm qua em thấy anh bấu một cái thứ khác mà. Rồi ngày mai cũng có mua bình thường à? Hôm nay chúng ta đến chào mừng với chị Bảy trước đi. Dì ba về nha, dì ba. Chị gửi cả dầu gió để tặng cho cô Bảy luôn. Chị ơi mình ở đâu ấy? Chị ơi mình ở đâu đến này rồi? À Sài Gòn đúng không ạ? Hỏi thăm mà chị không nói là chị ở đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp rồi.